Và sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em là 9090DB. Mình test cặp loa và sẵn test luôn cái con 338D này gỡ ra luôn. Nguồn phát là 338 qua con dải mã Sony 57IS nha. Rất là khủng nha anh em. Cặp loa này thì mới vô thùng shop rồi. Anh em nghe thấy không? Gạt sông biên thủy một cơn gió.